Nguyên bê cho. Thằng kia đã cởi áo nhảy xuống rồi. Tao còn kiểm đếm xem đủ 8 người không như này. Thế tao còn phải chụp ảnh cho bố mày cơ. Đúng là chim. Ừ thế mà mày chạy ra chỗ khác thì chú không ai chim nữa. Bê đi, bê cho em đi. Không cho Hiếu đi nhá. Tao để tao còn chụp ảnh cho bố mày xem này, có tí phải chụp ảnh gửi bố mày ấy. Tao còn chụp ảnh cho thằng gì nhỉ? 8 thằng, xem nào, 2 4 5 6 7 8 đủ rồi này. Đấy có hai thằng à 3 thằng, nhưng thằng này nó khôn rồi, thằng này nó không bị nạc đâu. À chứ gì nó đã bắt được mấy con hến rồi này. Ô cá ốc à? Củi đấy ấy. Để đứng cả đây, để ý hai tiểu binh này, hai tiểu binh này nhá. Vũ ích cùng tuổi nhá, cùng 6 tuổi, nhưng thằng Nguyên nó không cứng bằng thằng gấu, nó cứng. Đây Sông Hồng, hôm nay sinh nhật thằng cu con nhà tôi, thằng lớn. Từng cái củi đã xong đâu mà cởi quần áo ra, cởi cái áo ra chứ này. Nó quen rồi, nó cần gì áo vào. Thằng kia, thế sao lại mày này cứ ngại cái việc live stream nhỉ? À, chưa gì đấy, đứa nào nó vẽ các kiểu này. Sinh nhật cháu thì không có bà thì mày được cái gì mà mày này còn phải sinh nhật cháu mày phải rủ. Khổ. Này Nguyên ơi, cái bố cho cái này này. Nhá, nhìn thế này, cái này là môn thể thao ngày hồi bé này. Ấy, ngày xưa nó còn bao nhiêu vòng cơ, lâu lắm rồi, nhưng mà cái nước này hôm nay nó cạn, nó hơi đục. Ơi, tìm chỗ nào mà nó ít đấy ấy, chỗ này nó đục, chỗ này nó có bùn. Cái này còn để, còn phải xa, nói chung là có hai đứa thôi. Có hai đứa là mới này, thằng gấu với cả thằng ấy ơi. Từ để chú còn ấy đã. Thằng này hơi bị kiểu tự tin à, tự ti đấy. Nó không cho ai live stream nó. Chưa gì đã học được cái bản tính. Bơi đi. Con thích làm gì thì làm. Đây có hai thằng mới này là còn để ý này. Đi phải đếm sĩ số đấy mẹ à. Thằng Hiếu là nó biết bơi rồi. 5, 6, 7. Ông có mấy 7 ông coi nhói này. Mẹ mang hôm nay mang nhiều đồ ăn lắm. Này ở nhà này có rỗ ấy. Ơi chú bảo mày bỏ mũ lên trên kia này. Thằng cầm cả cho em Nguyên nữa. Đi này còn mang cả mũ xong là áo phao, áo phiếc các thứ này. Tí nữa một lúc sau là hai thằng này cũng nghịch như quỷ luôn. Hôm nay cái nước nó rút đi, thế là ở dưới này nó có bùn đi. Nó có lẽ là nó phải ra ngoài kia kìa. Nhưng ở đây để tí nữa tôi cho bọn điều tiết bọn này cho nó quen đi đã, nhất là hai thằng này là. Xong rồi sẽ tìm ra chỗ nào nó trong hơn. Ở dưới này nó đất đi. Đất thế là khi ấy nên là nó đục. Cái bờ nào mà lúc cái nước nó phải lên đến tí được kia kìa. Nó sẽ mọi hôm thì nó sẽ không đục. Bọn này là đây, con cái bóng nó biết bơi nổi rồi này. Là đỡ phải trông có hai thằng này. Còn có hai thằng này này, hai thằng 6 tuổi này. Hai thằng 6 tuổi là có không khác gì Ngộ Không vừa chui ra khỏi cái tảng đá. Chạy loạn lên. Không khác gì Ngộ Không vừa chui ra khỏi đá ấy. Sướng không? Chú hỏi thật là có sướng không? Có mỗi nước hơi bẩn một tí. Đấy, sóng này này. Mày biết bơi rồi còn cứu cháu. Kia là có 5 thằng. Và còn thằng gì đó. Cho các ông nghỉ đã nha, để tôi ấy đã nha, tôi bọc gà đã, xong rồi tôi kiếm củi đã. Bọc gà xong kiếm củi đã.
kia kìa, chui vào trong góc kia kìa, nếu mà thấy nắng thì chui vào kia kìa. Bọn này nó lười như thế này thì lại phải mình phải đi kiếm củi chứ. Lần này thì đủ mẹ gì. Thôi để cho bọn trẻ con nó chơi đây. Áo phao có dùng đâu. Vải rồi các thể loại. Đây ở nhà này có rỗ. Này cả các thể loại này. Đấy, dưa hấu này, xôi này. Mà còn mang cả giấy ăn đi khôn không. Rồi bọn này là chưa đi ra sông Hồng bao giờ. Mang cả giấy ăn đi. Buồn cười thật. Được cái là hôm nay là thằng cu em rẻ nó có ô tô. Thế là mới tha như này. Chứ bình thường là mày vừa bọc là mày phải ấn cái tay nó vào thì nó mới ấy được. Thế này. Ấn nó để vào nó sát như thế này này. Thế này, bọc như cái này ấn nó sát vào để nó ôm cái miếng thịt ở bên trong. Nhưng mày bọc cái nó phục như này thì làm sao mà ấy được? Vừa bọc vừa ấn cái tay nó vào. Để nó cái miếng này này nó à cái giấy này này nó sát với miếng thịt bên trong. Chứ bọc xong phục như này thì đâu đó. Điên là bọn trẻ con nó thích nắng, hai vợ chồng mày mà có thấy nắng thì chui vào kia kìa. Tắm nắng thì nó mới mát chứ. Bọn trẻ con nó phải như thế này thì nó mới ấy, ra ngoài kia thì nó lạnh quá. Đấy, chui vào trong ấy. Ra hồ mát. Còn chuyển sang bên kia thì nó cũng ấy hơn nhưng mà nó không có cái không gian với cái view nó ấy như thế này ấy. View như này sướng thế này còn gì. Trẻ con nó bây giờ phải trông bọn này xong rồi. Tôi đi tôi nhặt củi đây. Trông cứ như đi picnic này. Bọn này nó có ô tô phải mang cái lều đi chứ nhỉ. Lều cái dòi này mà dựng ở đây thì chết nóng. Mang bao nhiêu thức ăn, cái loại này phải tổ chức tổ cỗ lần nữa. Mang. Nào để tôi còn ấy đây. Tôi còn đi kiếm củi đã. Làm gì có mảnh sành ở đây. Mảnh sành thường là các cái bát hương này này, nhưng mà nó chưa vỡ ấy, nó không vỡ ấy. Mảnh sành là thường là nó vỡ ở cái ấy ấy. Gấu kéo quần lên. Trông có chơi chán không? Trời đầy gì? Đấy là tùy. À, người ta có cái câu rồi. Hay chịu khổ trong cái thời điểm mà các bạn còn có khả năng chịu khổ được. Còn các ông thì các ông cứ nghĩ là như thế này nó khổ. Xong rồi trời đầy. Mẹ nhà có điều kiện mới cả điều hòa, mới quạt điện, mới tivi, mới điện thoại đầy. Nhưng lúc nào các ông có con các ông mới hiểu. Hoặc bản thân các ông thế. Các ông khác gì cả công nghiệp đâu. Mẹ đi ra ngoài thì khổ cực một tí là các ông không chịu được. Nói chung là đây là cái hoạt động như thế này là hoạt động trải nghiệm của con. Chứ còn nhìn thì tùy các ông, chứ còn tùy các ông tùy nhận thức, chứ còn bản thân các ông là toàn muốn giải phóng thôi. Tôi cũng làm sao khuyên các ông là ra đây để chơi cho nó thế nọ thế kia được, con cái nó ấy được. Đúng không? Bản thân tôi không thể thay đổi được các ông. Các ông này thấy thế này là khổ. Trẻ con thì nó lại thấy thích. Bây giờ bắt chúng nó mà chúng nó không thích gì. Mẹ nó nhảy được như này à? Nó chạy như này à? Còn bản thân các ông khi nào có con, hoặc bản thân cuộc sống của các ông ấy, cứ nhốt vào thành con gà công nghiệp. Mai sau thì nó mới mệt. Hiểu chưa? Nói tốt nhưng mà bản thân người ta nghĩ thế là tốt. Còn ông nào thích tốt thì áp dụng mấy cuộc sống của các ông xem mai sau có tốt không. Con cái tôi thì tôi thấy là như thế này là còn ít đấy. Tôi mới kể câu chuyện cho thằng Nguyên, anh Càng Khang với cả các cô mấy cả mọi người ấy. Có những gia đình mà con cái nhá, bằng cái tầm khoảng tầm lớp 2 rồi. Lớp 2 thôi, nhà anh Ngô Minh Tuấn ấy là chia việc ra mà làm. Rửa bát thay két nhà là 10.000. Con các ông hoặc con như bọn này á, phải tới lớp như thằng cu lớn nhà tôi phải lớp 6 may ra mới bà nó mới cho cắm cơm. Lớp 2 tôi đã dạy chúng nó cắm cơm rồi. Chúng nó còn tranh nhau, chúng nó đi nó rửa bát mới nó quét nhà ấy, để nó được 10.000 ấy. Còn tùy đấy là nhận thức, tùy từng ấy, hiểu chưa? Nó tùy theo cái việc của các bạn. Các bạn thấy thế là hạnh phúc thì cứ thôi, cứ làm thôi. Nhưng mà mai sau con cái nó như tôi ngày xưa, cái năm tôi học là lớp 12 xong lên đại học ấy, tôi lên Hà Nội tôi như con gà công nghiệp. Gà công nghiệp ấy, nuôi kiểu nuôi nhốt ấy. Xong các ông cứ nghĩ là mẹ cho con nó đi ra bể bơi mới cả đi biển mới thế nọ thế kia. Ở đây thì nó khác mẹ gì. Ở đây nó được cái là nó gần thiên nhiên. Xong cái nữa là nó không đông người. Đấy, thế là con cái nó có những cái giây phút như thế này. Còn ở các nơi khác mà có cái bàn tay của con người tác động vào thì tôi lại không thích. Xong rồi có những cái câu chuyện mà ví dụ như lớp 3, lớp 4 ấy.
bố mẹ nó với cô chú chúng nó còn còn bắt chúng nó đạp xe từ từ trong Nam ra ngoài này ấy. Các ông có thể đọc, thằng ấy là lớp 10 hay lớp 11 ấy. Tôi bảo tôi cũng ước ao cho bọn này này. Mẹ đi bộ cứ tầm 100 cây. Các ông này bảo là trời đầy, ô tô xe máy thì đầy, taxi thì đầy. Mày này bắt con mày đi bộ bằng 10 cây, 20 cây. Trong quân đội chắc là nó vào đấy xong rồi nó chắc là cho các ông dùng điện thoại với cả wifi với cả toàn suốt ngày xem TikTok ấy. Quân sự người ta luyện cho thành con người, thành người có kỷ luật. Đúng không? Mẹ cái thằng kia kiên nguyễn kìa, toàn bọn dở hơi kìa, mệt hết người. Đây đây, gà đây. Bây giờ tôi đi kiếm củi. Nó nói chung là nó tùy theo cái nhận thức. Chứ còn ở trên mạng, nhất là bọn ở trên cộng đồng mạng ấy, tôi có đánh giá cao đâu thật. Còn cách nuôi dạy trẻ như thế này thì tôi cũng không khuyến khích các ông theo tôi. Các ông thấy thế là phải. Tôi còn nếu đi xe máy tôi còn tối giản đến mức tối thiểu. Không có áo phao, không có các thứ, không có giày, có dép gì luôn. Mẹ con phải đi trên đất hết. Tại vì đi xe máy là mẹ thì có không gian mà phải ấy. Hiểu chưa? Còn tùy các ông thích thế nào thì đấy là áp dụng cho cuộc sống của các ông. Tôi chỉ chia sẻ cho các ông một cái góc nhìn mới thôi. Các ông thích nuôi là cá koi với cái cá gì ấy, tôi nuôi trạch cơ. Xong rồi tôi lại gần đây là tôi thấy là cá bảy màu ấy. Ra đây thì cái mẹ gì cũng sợ là con chết đuối này, nước bẩn này, nó mảnh xanh này. Thôi tốt nhất là cho nó vào trong cái nhà kính nuôi. Ca ca cay à, Tuân không giữ nổi vợ nữa rồi. Tùy chúng mày, nói thật ra là đấy, chúng nó cứ thay muốn nó thay đổi mình. Mẹ khi nào mà ví dụ như mày có vợ, hoặc là khi nào mà mày đang có vợ ấy, mày cứ giữ đi đã, xong rồi lên mạng rồi hổ báo trẻ danh. Tao chấp gì chúng mày, không phải đạo lý. Sợ chứ sao không, trông thì đéo trông, cứ nói phét. Thế mày nghĩ là tao đang làm gì đây, hiểu chưa? Tao đang làm gì đây? Cho một thời gian đi, 5-10 phút cho nó quen đi. Tao còn phải đi kiếm củi ấy. Vừa cái thứ nhất là vừa trông của mát thế nhỉ. Ơi, trông là chủ yếu cái bọn này này, bọn nhoi nhoi này, bọn bé bé này. Cái bọn này nó không tha, nó không đi dìm nhau thì thôi. Nó đi dìm chị em anh em chúng nói à, đến lúc xảy ra lại có biết. Mày à, cứ toàn lo chuyện yêu yêu. Còn nói chung là cũng là cảm ơn những cái ông mà mẹ nghĩ lúc nào cũng nghĩ đến cuộc sống nó tiêu cực. Còn tao ở đây nói chung là tao ở đây cũng phải 3 năm rồi, 4 năm rồi. Từ lúc mà bọn này còn bé hơn cái thằng 6 tuổi kìa. Hiểu chưa? Chứ không phải là đây lần đầu. Mà khuyên mới bảo. Mới biết 4 năm nó là như thế nào không? Hè thì hầu như một tuần phải đi 3 lần. Mới ít nhất là 3 lần. Còn bình thường mình không phát live stream hay thế nói kia. Tại vì hôm nay sinh nhật đây thì tổ chức nó nhiều. Bình thường các ông phải hiểu là nhiều ông này cứ nghĩ là mẹ 3-4 năm rồi, từ lúc cái thằng Nguyên thằng Khang nó còn bé hơn cả cái thằng ấy kìa. Bé hơn cái thằng 6 tuổi kìa, hiểu chưa? Bên này thì là bến đò, hình như là bến đò, bên này là bến đò Mỹ. Trên này thì là bến đò Bình Minh à? Ờ, ngay đây này, đây này là đò đấy. Còn nói thật ra là quay cho các ông như này không khuyến khích các ông đâu. Tại vì nó tùy theo cái việc con người các ông nó đảnh đảng như thế nào. Chứ bình thường các ông như con mèo mấy con gà con vịt đi, đẻ con ra xong rồi đẻ con chết đi, chiều chiều bảo cho con đi bơi, bảo không tao đi nhậu cơ, nhậu với các bạn cơ. Tao ở đây tao phải 4 năm rồi, từ lúc còn bé thằng này. Cho nên ra đây là tao phải để ý những thằng bé trước. Còn những thằng nó đã ở đây 4 năm, nó ở đây 4 năm là đấy, tao có để ý được gì nó đâu. Vẫn nói chung là vẫn phải để ý, nhưng mà không cần phải ấy nhiều. Con đi xuống con làm gì của con đi, con tò mò đấy nhỉ. Thích làm gì thì chúng mày thích làm gì thì chúng mày làm. Đây này, có mấy chị em nhà này hôm nay 4 năm chị em nó mới. Xong rồi cẩn thận này, phải mang áo phao này, xong rồi mang giấy ăn. Bây giờ tôi lấy cái con dao, xong rồi tôi ấy cái kia để tôi lấy củi. Người ta nói tốt cho mày, nói nặng lời với người ta. Thực ra là tôi đã bảo rồi, bản thân mỗi người đều nó phù hợp. Ví dụ như bây giờ nhá, mày thích ăn mắm tôm, tao thích ăn nước mắm. Mày bảo là tao khuyên mày ăn mắm tôm là muốn tốt cho mày. Tốt hay không là bản thân người ta chứ, hạnh phúc hay vui sướng cũng vậy. Nó tùy người, tùy hoàn cảnh. Đừng ép cái con mắt của chúng mày vào cái cuộc sống của người khác. Thế là đầu tiên nó phải thế rồi. Chứ còn nặng lời thì mẹ bây giờ tự nhiên con cái người ta đi bơi thế này, bảo là đến lúc hối tiếc thì thế nọ thế kia, thì chúng mày nghĩ là nặng lời. Hiểu chưa? Tao mà nói như thế bây giờ nha, ví dụ cái trường hợp ấy nó cũng giống như này này.
Mẹ bây giờ bọn các ông thì cũng bảo là tốt, nhưng tôi bảo là ở đây tôi 4 năm rồi. Bây giờ lần trước là chúng nó toàn bảo ấy này. Tôi bảo nhà các ông có bố có mẹ, tôi vào tôi chỉ từng người. Tôi ông này rồi sẽ chết, bà này rồi sẽ chết. Thế điều có đúng không? Nhưng người ta phải tế nhị chứ. Ăn học nói học gói mang về chứ này. Đau hết đầu nhỉ. Tại vì là cái việc này ở đây là tôi đã 4 năm rồi. Nhưng mà tự nhiên nó gây tranh cãi chứ. Mẹ nói thật ra là ở đây nhá, có mấy anh em nhà ở đây này, người ta ở trên Sơn La, người ta đi làm công ty. Thứ bảy người ta mang cần ra đây, cho cả con ra đây. Người ta ở qua đêm hôm thứ bảy. Người ta ở qua đêm hôm thứ bảy, con cái người ta cũng ở đây luôn. Đấy, ở trên Sơn La đấy. Trên Sơn La về đây làm công ty ở chỗ Sai Phạm mà hôm ấy mấy ông này công câu ở đây này. Từ từ đã để bố kiếm củi đã. Ông ấy còn cho con ra đây này, bơi trong nướng gà hay là câu cá trong nướng cá. Người ta không có điều kiện như mình. Đấy, người ta câu được cái gì thì nướng. Xong rồi mì tôm. Hôm ấy tôi nướng gà, tôi cho tôi đấy là tôi bảo bọn trẻ con ra nó ăn đi. Ở đây thì các ông lại nhìn cái con mắt, nếu mà nhìn cái cuộc sống của người ta như thế này, bảo nhà không ở, mới là lôi con ra xong rồi giữa đêm. Người ta ở thứ bảy người ta ra đây, người ta câu cá. Con cái người ta, vợ chồng con cái hoặc mấy anh em ra đây ở từ thứ bảy. Xong rồi bình thường người ta chặt cái cây đéo gì, người ta dựng lèo lèo ở đây này. Đấy, xong người ta mang một cái bạt ở đây người ta trải này. Thì các ông này đánh giá, các ông bảo khác người mới thế nọ thế kia. Mỗi người có một cuộc sống, hiểu chưa? Chỗ này không phải gần Giai Phạm. Chỗ này cách Giai Phạm nó đâu đó chắc là 15 cây. Nó dọc cái sông Hồng đường D ấy. Mỗi tội là cái nước nó rút để thế là nước nó hơi bẩn, nó có bùn. Còn mỗi người có một cuộc sống. Tôi cũng không ấy gì các ông cả. Bảo các ông là cho con ra đây thì tôi khuyến khích. Các ông ra đây là khuyến khích, nhưng các ông phải để ý con cái. Hiểu chưa? Còn đừng có nói lặng lời với nhau làm gì. Mẹ, các ông như kiểu là các ông tốt hơn tôi. Đọc nhiều, từ lúc các ông lấy vợ đẻ con, các ông đọc bao nhiêu quyển sách về nuôi dạy con rồi. Hả? À. Xong rồi cứ như là kiểu mai sau con cái của các ông nó thế nọ thế kia ấy. Thôi để tôi đi kiếm củi đây. Chào nhau cái, muốn gặp mày cái. Gặp mày làm gì? Bùi vui, từ từ đã thôi, để tôi đi kiếm củi đã nhá. Nói chung là trong cái cuộc, trong cuộc sống ấy, đây là cách giáo dục con cái, giáo dục gia đình, hoặc là suy nghĩ về cuộc đời, hoặc là đối tác, hoặc làm ăn, hoặc là trong cuộc sống các mối quan hệ. Nó tùy cái nhận thức, tùy cái cách làm của các ông. Tôi thì tôi thấy thế này là vui, và tôi thấy thế này là hạnh phúc, tôi thấy thế này là thoải mái, tôi thấy thế này tự do. Còn các ông cứ bắt bẻ tôi với cả các ông sống cuộc sống của các ông mà. Nhưng mà cái chính là các ông không bao giờ các ông vừa lòng đâu. Mẹ cứ phải áp đặt tôi vào cuộc sống của các ông. Nhưng mà bình thường tôi về nhà tôi chả bao giờ tôi phải đắp tay lên trên chờ chán thế nọ thế kia. Là đấy, cái bọn ở trên TikTok nó sướng nhẹ, nó suốt ngày nó chửi người nọ người kia. Mình phải sống cuộc đời như thế. Nhưng mà tôi có đảm bảo với các ông đang ngồi xem TikTok như này, hoặc đang đã chửi tôi và đang chửi tôi, cuộc sống của các ông đã thấy mãn nguyện hay chưa? Tôi thấy thế này là sướng đây này, thế này này. Còn có những người thì người ta đồng cảm ấy, người ta chia sẻ cùng cái suy nghĩ. Thôi nói thì cũng thế. Nói mẹ mình có giải phóng người ta có giải phóng theo đâu, người ta toàn muốn giải phóng mình. Tao đang bốc hàng ngay ở đây á. Ra bến phà này này. Ai thằng em Doanh này. Thì như thằng Doanh này nó chưa có con. Mẹ nó toàn muốn giải phóng mình, xong rồi toàn nói những cái điều tiêu cực thôi. Cuộc sống thì con cái hay là bản thân chúng nó toàn như kiểu gà công nghiệp ấy. Toàn muốn đi làm cái kiểu là nhân viên ấy. Xong rồi làm văn phòng ấy. Lương tháng toàn 5-7 triệu mới 10 triệu. Cứ muốn là mình phải ổn định. Xong mình phải như gà công nghiệp cơ. Ra đây thì nó nguy hiểm lắm. Mảnh sành, xong nước bẩn, xong rồi cẩn thận chết đuối cả lũ bây giờ. Xong rồi mai sau rồi mày sẽ hối hận. Sẽ có lúc hối hận. Bây giờ là kiểu những cái đứa nó mới ra ấy, bố mẹ chúng nó sợ phải mang áo phao. Buồn cười nhất là mang cả giấy ăn. Sợ đau hết đầu. Đây này. Mà cái bọn nhoi nhoi mà tôi đuổi mãi không được nha. Mẹ khéo không phải xì tiền cho chúng nó. Thằng Tiến thì nó mong bọn nhoi nhoi lắm. Nó bảo anti-fan nào nó còn mua về nó thuê. Tôi đây tôi có muốn bọn dở hơi nó vào đâu. Bọn nhoi nhoi ấy. Đây này, còn cái thể loại này là ngớ ngẩn nhất ra ngoài sông Hồng thì mang giấy ăn này. Đúng là thanh niên chưa trải sự đời. Ra đây mà có ấy thì ra sông mà rửa. Tí nữa quần áo ướt hết thì ấy, con thằng kia bắt đầu cởi áo rồi.
Đau hết đầu. Thôi để tôi đi kiếm củi đây. Củi để đốt cái nửa xong rồi nướng gà. Bãi biển gì đâu, bãi sông Hồng. Đấy này, sóng đánh tụt quần luôn. Đấy. Ơi, mày mặc áo phao làm gì, trông trông như mày như thằng dở hơi ấy. Nhớn rồi, đi mặc áo phao. Đau hết đầu. Một tí nữa lại cởi hết ra ấy mà. Sướng, mẹ cho ra như kiểu trâu ra quần ấy, sướng. Y như kiểu Ngộ Không vừa mới được ra từ tảng đá đây này, chạy nhảy loạn xì ngậu lên. Chạy nhảy như kiểu là Ngộ Không vừa ra ấy. Thôi để tôi đi kiếm củi đây, bảo mấy các ông rồi. Chia sẻ sau khi mà cái gà nó lướng xong. Trồng bông trồng tí nên chụp ảnh loạn xì ngậu.